Cuốn sách Dracula của nhà văn Bram Stoker làm cho biết bao nhiêu thế hệ bạn đọc rợn sống lưng. Một con ma cà rồng sống bằng máu người, một ác quỷ mang trong mình bản năng khát máu man rợ và là nỗi kinh hoàng của nhân loại. Tưởng như Dracula chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nhưng không, Bram Stoker đã xây dựng Dracula dựa trên một nguyên mẫu có thật, một nhân vật thượng lưu của triều đình Rumani, đó là Vlad Dracula, kẻ gợi lại quá khứ tàn bạo, đau đớn của người dân Rumani, kẻ ngoài đời còn khủng khiếp hơn bội phần so với ác quỷ Dracula trong tiểu thuyết. Tuổi thơ bị bạo hành. Sách sử ghi lại rằng Vlad Dracula sinh năm 1431 ở Transylvania, một vùng đất liên tục xảy ra bất ổn, chịu ảnh hưởng của Hungary và đế quốc Ottoman. Cha của Dracula, Vlad II Dracu, là người thuộc dòng tộc Basarab hoàng gia, nổi danh là một chiến binh dũng mãnh. Tuy nhiên, vào thời điểm người vợ thứ hai của ông Vlad II Dracu, công chúa Knezna, ông bất mãn với vị trí của mình và muốn có trong tay ngai vàng xứ Wallachia ở phía nam Transylvania, bên bờ sông Argeș. Sinh ra trong thời hỗn loạn, trước khi biết đi biết nói, Dracula, nghĩa là con của rồng, đã phải nếm trải cái nóng bỏng của thời thế, sống trong không khí sặc mùi tranh giành, lừa gạt, đấu đá chính trị cả bên trong lẫn bên ngoài để giành giật ngai vàng Wallachia. Con trai thứ hai của Vlad II Dracu, Vlad Dracula, sẽ nối gót cha trở thành một chiến binh. Dracula cùng một người anh và người em được học cách cầm cung sao cho vững, học cách dùng dao và cưỡi ngựa trước khi đi học. Năm 1435, Dracu đã thuyết phục vua Sigismund của Hungary cho ông mượn một đội quân đủ lớn để chiếm Wallachia. Cuộc vây chiếm thành công và ông trở thành người đứng đầu Wallachia, thứ ông thèm muốn hơn chục năm qua. Dracula theo cha đến sống ở thành phố cổ Tigovice. Cuộc sống của Dracula ở đây thay đổi nhiều so với ở Transylvania. Theo ý mẹ, ngoài kỹ năng chiến đấu, Dracula được học cả địa lý, toán học, khoa học, ngôn ngữ, nghệ thuật cổ điển và triết học. Về vẻ ngoài, Dracula và anh rất giống cha ở điểm nước da ngăm đen, mũi khoằm và gò má cao. Về tính cách, Dracula bị ảnh hưởng nhiều ở người cha tính khí nóng nảy. Về Dracu, ông đã trở thành vương công xứ Wallachia đáng kính. Ông cai trị xứ sở của mình nghiêm khắc nhưng công bằng. Tuy nhiên, Wallachia luôn bị lực lượng của vua Ottoman Murad II chèn ép. Quân của Murad II có mặt ở khắp nơi, hoành hành cướp bóc Wallachia. Và trong thực tế, chính Murad II chứ không phải Dracu là người sở hữu Wallachia. Dracu đã buộc phải chi 10.000 ducat vàng hàng năm để giữ cho các thành phố lớn ở Wallachia không bị cướp bóc. Năm 1442, phó vương Transylvania, hiệp sĩ trắng Jonas Hunyadi đã huy động một đạo quân lớn hất cẳng quân Thổ Nhĩ Kỳ trở về Bulgari. Tuy nhiên, Dracu lại từ chối tham gia chống người Thổ Nhĩ Kỳ cùng hiệp sĩ trắng. Có vài người cho rằng vì Dracu nghĩ hiệp sĩ trắng không thể nào đánh bại được quân Ottoman. Tức giận vì thua trận, vua Murad II đã kêu gọi một số nhân vật cấp cao ở châu Âu, trong đó có Dracu, đến thành phố Gallipoli để hòa đàm. Chỉ có Dracu xuất hiện cùng hai con trai, Dracu lúc đó 13 tuổi và Radu 9 tuổi. Nhưng khi đến nơi, cả ba cha con ngay lập tức bị bắt. Sau vài ngày bị giam, Dracu được thả với ba điều kiện do tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra, trong đó có điều kiện để lại hai con trai làm tin trong một khoảng thời gian không xác định. Dù lưỡng lự nhưng Dracu vẫn đồng ý. Dracula và Radu bị đưa từ Gallipoli đến Adrianople, thành phố trung tâm Thổ Nhĩ Kỳ, không bị đối xử như tù nhân mà chỉ bị giám sát liên tục. Năm 1445, một lần nữa hiệp sĩ trắng lại muốn thực hiện cuộc viễn chinh chống người Ottoman. Lần này, vì Dracu không muốn bị chỉ trích vì không tham gia, nên đã cử con trai Mircea đứng đầu 4.000 kỵ binh cùng tham chiến. Ông còn từ chối trực tiếp cầm vũ khí vì sợ Murad II sẽ làm tổn thương đến hai con trai đang bị giữ làm con tin. Trong khi đó, vua Murad II hay tin hiệp sĩ trắng sắp tấn công nên ông đã giam hai con trai của Dracu trong ngục. Ở đó, chúng bị bỏ đói và bị roi đòn hàng ngày. Thái độ sất dược của Dracula khiến cho cậu ta bị đối xử tệ hơn em trai Radu. Tuy nhiên, cai ngục vẫn để Dracula sống sót vì Murad II cho rằng có lợi thế lợi dụng đứa trẻ làm vật trao đổi. Ngày từ khung cửa sổ hẹp của phòng giam, Dracula chứng kiến biết bao nhiêu cuộc hành hình tù nhân diễn ra ngoài sân. Người thì bị treo cổ, người thì bị bắn tên, đâm giáo, chặt đầu, bị bánh xe đè hoặc ném làm mồi cho thú dữ. Nhiều người bị xiên cọc qua người, hình phạt vô nhân đạo nhất. Người ta dùng cọc sắc nhọn dài bằng chiều cao của người xiên qua tù nhân. Nam nữ đều bị xiên qua từ hậu môn đến miệng. Lúc đầu, Dracula có vẻ ghê tởm cảnh xiên cọc.
nhưng càng về sau cậu ta càng thích thú với trò này. Dracula ghê tởm sự độc ác của những kẻ giam cầm mình, nhưng lại mong có cơ hội để trả thù bọn chúng. Tuy nhiên lần này, hiệp sĩ trắng đã bại trận. Để phục lại danh dự, hiệp sĩ trắng đã gom lại tàn quân đánh chiếm lâu đài của Raku ở Wallachia. Raku bị bắt sống bất ngờ, và ông và con trai Misia không trốn kịp đã chịu cái chết thảm khốc. Nghe tin về vụ thảm sát gia đình, Dracula khi đó 17 tuổi như hóa điên. Vua Murari nhận thấy Dracula chịu đựng đã đủ, nên đã thả cậu ta và cho giữ chức chỉ huy kỵ binh. Dracula chấp nhận và thỏa thuận với Murari rằng nếu ông cho cậu ta đủ lực lượng để đánh bại hiệp sĩ trắng khỏi Wallachia và ngồi lên ngai vàng, cậu ta sẽ mở cửa Wallachia cho người Thổ Nhĩ Kỳ tự do buôn bán, đồng thời nộp 10.000 ducat mỗi năm. Vua Murat II đồng ý. Dracula đã chiếm lại được Wallachia năm 1948, nhưng hiệp sĩ trắng đã chạy trốn. Dracula ngồi lên ngai vàng Wallachia, trừng phạt những kẻ theo hiệp sĩ trắng chống lại cha mình. Chuyện kể lại, một người hầu trung thành đã tìm thấy thanh kiếm của Dracula ở nơi ông bị giết và mang về cho Dracula. Từ đó Dracula luôn mang theo bên mình thanh gươm của dấu ấn của cha, và việc đầu tiên là cậu ta muốn nhuộm nó trong máu của kẻ đã giết cha mình. Vương công xứ Wallachia. Chỉ trong vòng 2 tháng, khi Dracula chưa ngồi ấm ngai vàng thì lực lượng của hiệp sĩ trắng, Hunyadi đã tái lập dưới trướng của Vandilas, một chư hầu của Hunyadi. Khi bóng đội quân khổng lồ của Vandilas thấp thoáng ở phía chân trời, Dracula biết mình yếu thế nên đã tìm cách trốn cùng gia đình của Bogdan, hoàng tử xứ Moldavia và là người họ hàng bên nhà mẹ. Nhưng Dracula thề sẽ quay lại Wallachia. Dracula sống lưu vong ở Moldavia 3 năm cho đến khi hoàng tử Bogdan bị ám sát. Sau đó, Dracula tìm kiếm sự bảo vệ từ kẻ thù là Hunyadi, đúng lúc Hunyadi chán và muốn hất cẳng Vandilas, vì ông này theo chính sách thân với Thổ Nhĩ Kỳ. Cuối cùng, Hunyadi đã chấp nhận bắt tay với Dracula, con trai của kẻ thù cũ. Kẻ bắt tay có lợi cho cả hai, Dracula giữ được mạng sống của mình, còn Hunyadi có một đồng minh thấu hiểu quân Thổ Nhĩ Kỳ sau những năm làm con tin. Dracula và Hunyadi đã lập một hiệp ước tại lâu đài Hunedoara của Hunyadi. Theo đó, Dracula cai quản pháo đài ở Sibiu, nằm tại vùng cực tây nam của Transylvania, bảo vệ nó khỏi lực lượng của Vandilas. Khi ở Sibiu, Dracula hay tin thành Constantinople thất thủ dưới tay vua Mehmed, người thừa kế ngai vàng của Murat II, đánh dấu sự kết thúc của đế chế La Mã. Hàng ngàn người Thiên Chúa giáo bị xiên khọc trong khi người Thổ Nhĩ Kỳ cười ngạo nghễ, ăn mừng, cướp phá. Các nước châu Âu gồm Rumani, Hungary, Đức, Pháp, Italia, Ba Lan, Bồ Đào Nha và Anh muốn mạng sống của Mehmed, Hungary một lần nữa kêu gọi hiệp sĩ trắng Hunyadi phản công. Lúc này, Dracula 25 tuổi, một lần nữa lại trở thành vương công xứ Wallachia. Dracula cho trang trí phù hiệu hình một con rồng có cánh ôm cây thánh giá lên tem, biểu ngữ, tiền xu, các tòa nhà ở Wallachia, áo giáp và thẻ bài trên ngai vàng, để ghi nhớ dòng dõi con rồng của mình. Xứ Wallachia thời Dracula thống trị có tên chính thức là bang Tara Romanescu, vùng đất của Rumani, thủ phủ là Tiroviste, nơi có lâu đài của Dracula. Từ thời ông của Dracula, Wallachia thường được một vương công Domun cai trị. Vương công này phối hợp với các vùng chúa đất, còn gọi là Boya, để cai trị Wallachia. Tuy nhiên, Dracula có cách làm riêng của mình, không muốn làm một đôn mu bù nhìn cho tầng lớp Boya. Dracula đã thông báo chính sách cải cách rằng mọi người phải coi anh ta là một vương công chiến binh, trị vì theo luật pháp, và xứ Wallachia chỉ có một chủ quyền, một người quyết định duy nhất. Một số Boya đã viết thư phản ứng và kêu gọi các cuộc họp biểu tình. Dracula đã triệu tập khoảng 200 Boya để họ thoải mái phát ngôn trong một bữa tiệc tối. Trong cơn giận dữ, Dracula đã đuổi hết khách về, đồng thời ra ám hiệu cho binh lính chờ sẵn ở ngoài. Sau khi đám Boya ra đến sân, họ bị binh lính đâm chết. Dracula đứng từ trên ban công quan sát, các xác Boya lần lượt bị xiên cọc ở bên ngoài tường lâu đài. Không lâu sau bữa tiệc tối đó, vào một sáng chủ nhật lễ phục sinh, một lữ đoàn đã ập vào nhà thờ thành phố khi nhà thờ đang tổ chức lễ trọng, lôi ra khoảng 300 Boya và các thành viên gia đình họ. Tất cả không trừ phụ nữ và trẻ em đều bị xích và đưa lên lâu đài riêng của Dracula. Nơi đây, họ bị Dracula bắt tân trang tòa lâu đài, gia cố tường thành, họ phải trộn vữa, khuân đá gỗ lên những con đường dốc đứng hoặc đào hào cho đến khi quần áo rách tả tơi, bị ngất hoặc lên cơn sốt. Có sử gia cho rằng số tù nhân bị Dracula bắt lao động khổ sai lớn hơn rất nhiều so với con số 300, vì họ xếp hàng dài hàng cây số từ những ngôi làng nhỏ đến cổng lâu đài. Lâu đài của Dracula có nhiều tường cao làm bằng đá tự nhiên, nhiều doanh trại, khẩu đội súng đại bác, tháp canh, phòng giam ngục tối và đường hầm thoát hiểm, hào, cầu và một nhà lớn dành cho Dracula.
Vào thời điểm Dracula trở thành hoàng tử xứ Wallachia, phần lớn kiến trúc tòa lâu đài đã bị hư hỏng và cần đại tu. Đó là lý do tại sao Dracula ép tù nhân làm việc đến kiệt sức. Ngoài ra để tăng cường quyền lực, Dracula còn tái thiết hệ thống nhà thờ trong xứ, sao cho hệ thống này phải quy phục chức chính quyền của mình. Các cha trưởng tu viện bị Dracula thay bằng các thầy tu Wallachia. Dracula còn cho xây dựng các chủng viện đẹp trên khắp Wallachia. Chủng viện mỹ lệ nhất chính là tu viện Snagov, nơi chôn xác Dracula sau này. Kẻ xin cọc. Triều đại kinh hoàng của Dracula kéo dài từ năm 1456 đến năm 1462. Không ai có thể an toàn trước các sắc lệnh chết người của người đứng đầu Wallachia. Theo ngôn ngữ thời nay, Dracula sẽ được gọi là một kẻ giết người hàng loạt. Phần lớn vụ giết người của hắn có mục tiêu chính trị, nhằm vào những kẻ thù bên trong và bên ngoài. Nhưng đôi khi, hắn giết người chỉ vì buồn chán. Hắn treo cổ nạn nhân, kéo căng họ trên giá, thiêu họ trên cọc, luộc sống họ, nhưng phần lớn các nạn nhân bị hắn xiên cọc. Số nạn nhân của Dracula ước tính từ 30.000 đến hơn 100.000 người. Sở dĩ số nạn nhân cao đến như vậy là vì Dracula có thể xiên cọc một làng hoặc cả một lữ đoàn Thổ Nhĩ Kỳ. Không phải là phát minh của Dracula, nhưng dưới bàn tay hắn, xiên cọc đã biến thành một nghệ thuật. Đầu cọc thường được tẩm dầu và không quá sắc để tránh làm cho nạn nhân chết quá nhanh. Sau đây là một số vụ xiên cọc điển hình chứng minh cho sự man dợ của Dracula. Lễ hội thánh Bartholomew. Trong một lễ hội thánh Bartholomew diễn ra ngoài trời Sibiu, Dracula đã bắt và xiên cọc 20.000 người, cả đàn ông, phụ nữ và trẻ con, chỉ trong một buổi chiều, với lý do họ là những kẻ phản bội hoặc là những người ủng hộ kẻ phản bội. Theo thói quen, hắn lệnh cho những người hầu dọn một bàn ăn thịnh soạn tại một nơi vắng vẻ, để hắn thưởng thức bữa tiệc trong lúc xem hành hình ở cự ly gần. Hắn thường sai một người hầu nhúng bánh mì vào máu của các nạn nhân đang hấp hối, để có thể tận hưởng hương vị cuộc sống. Trong lúc xem hành hình, Dracula tình cờ nhìn thấy một người lính bịt mũi trước mùi tử khí nồng nặc, cho rằng người lính đang đùa cợt mình. Dracula liền ra lệnh xiên cọc anh ta, nhưng ban ơn bằng một cái cọc dài hơn để người lính không phải ngửi mùi chết chóc của những người khác. Một đêm với người nghèo. Một lần, Dracula cho mời hàng trăm người nghèo khổ, đói rách tới phòng ăn tối trong lâu đài của hắn, đãi họ một bữa thịnh soạn. Sau khi món tráng miệng được bày lên, Dracula và người hầu lần lượt đi ra ngoài, chỉ để lại các thực khách rách dưới trong căn phòng xây bằng đá. Dracula sai các cung thủ bắn tên lửa từ ngoài cửa sổ cao của phòng ăn. Lửa bén vào khăn trải bàn, rèm rửa, thảm, khăn ăn, biến phòng ăn thành một hỏa ngục. Khi những con người tội nghiệp điên cuồng đập cửa, Dracula đáp lại: những sinh vật nghèo hèn không được rủ lòng thương, đây là cách tốt nhất để chúng rời bỏ thế giới sau một bữa no. Đừng nói thật. Một buổi sáng nọ, sau khi dẫn hai tu sĩ đi chiêm ngưỡng từng hàng người bị xiên cọc, Dracula hỏi ý kiến hai tu sĩ về hình phạt của hắn. Một tu sĩ sợ hãi nói: ngài là hoàng tử của Wallachia, tôi là ai mà dám chất vấn quyết định của ngài? Người kia có vẻ như không kiểm soát cảm xúc, lên án Dracula: những người này đã làm gì để phải chịu số phận như vậy? Không có lý do gì mà người trần lại định đoạt cái chết thay cho Chúa. Sau buổi sáng đó, một tu sĩ ra về bảo toàn tính mạng, còn người kia vì trung thực mà đã chết oan. Cô vợ lười nhác. Dracula coi phụ nữ là thấp hèn, chỉ để dùng trong phòng ngủ và làm những việc hèn mọn mà đàn ông không nên đụng tay vào. Một lần khi cùng đoàn tùy tùng về nông thôn, Dracula thấy một người nông dân đang làm việc trên cánh đồng và để ý thấy anh này một chiếc áo ngắn hơn bình thường. Dracula hỏi rằng tại sao lại mặc chiếc áo chưa dệt xong như vậy. Người nông dân thưa rằng vợ anh ta không thể làm xong vì phải dưỡng bệnh. Dracula nghe vậy liền gầm lên: vương quốc của ta sẽ không có loại đàn bà cầu thả như vậy được. Cô ta phải làm tròn bổn phận của mình với anh trước rồi mới lo đến sức khỏe. Mặc cho người chồng phản đối, người của Dracula lôi xanh xạch cô vợ ra khỏi giường bệnh và xiên cọc ngay bên ngoài sân nhà. Sau đó, Dracula cưỡi ngựa sang cánh đồng bên cạnh, chọn một cô gái chưa chồng duyên dáng và ra lệnh cô gái này cưới anh nông dân đột nhiên quá vợ kia ngay trong chiều hôm đó. Ta sẽ quay lại kiểm tra trong một tháng nữa xem chồng cô có được ăn mặc đầy đủ không. Hình phạt cho kẻ nói dối. Dracula có nhiều nhân tình và những cô này thường nuôi hy vọng được Dracula chọn làm vợ. Họ tranh giành sự chú ý của hắn. Một người trong số đó cảm thấy không có cách gì để giành giật Dracula, bèn nói dối là mình có thai. Dracula lập tức lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, khi cỗ bàn đã được chuẩn bị, chú rể Dracula gọi cô nhân tình nọ ra để các thầy thuốc hoàng gia kiểm tra. Khi họ thông báo rằng cô gái này không hề có thai, Dracula nổi trận lôi đình, sai lính giữ chặt cô gái và dùng kiếm phanh người cô từ háng lên đến ngực theo hình chữ T và mang ra ngoài bêu dứa trước công chúng. Trong vương quốc của Dracula, phụ nữ có chồng mà ngoại tình, gái chưa chồng mà không giữ trinh tiết hoặc phụ nữ quá không đứng đắn sẽ bị trừng phạt.
Những vụ việc tàn bạo trên chỉ là những vụ nhỏ lẻ so với thảm kịch mà ác quỷ Dracula gây ra với thành phố Brasov ở khu vực núi Carpathia. Hắn đã đốt cả thành phố và gom toàn bộ cư dân lên đỉnh đồi Timpa. Những ai không bị xiên cọc sẽ bị người của hắn chặt ra thành từng mảnh. Khi cả thành phố chìm trong biển lửa, Dracula ngồi ăn một bữa tối thịnh soạn. Bạt vía quân thổ. Giới học giả cho rằng Dracula biết đúng sai và sự khác biệt giữa hai điều đó. Hắn có biệt tài đọc cảm xúc trong mắt người khác và có thể nhận ra sự lừa dối của người khác. Phần lớn những suy đoán của Dracula đều là đúng. Tuy nhiên, Dracula có một tâm lý dị biệt. Một chuyên gia tâm thần học hoặc một nhà tâm lý ngày nay có thể lý giải nguyên nhân gây ra tội ác của Dracula là hậu quả của một tuổi thơ đầy sóng gió. Những gì Dracula chứng kiến và xảy ra về hắn đóng vai trò lớn trong việc tạo nên tính cách tàn ác của hắn. Được dạy về đạo đức và tình yêu thương, nhưng Dracula cũng học được một điều rằng có quyền gây thương tích và hành hạ nhân danh Chúa. Sinh ra trong một gia đình có cha là một chiến binh, chứng kiến bạo lực tạo nên thành công của người cha, Dracula tin rằng sức mạnh là bạo lực là sức mạnh, do đó bạo lực là điều đúng đắn. Mẹ Dracula tin vào kinh thánh, còn cha lại tin vào thực tế. Đang ở độ tuổi tìm hiểu xem ai là người đúng và ranh giới đúng sai, thì Dracula lại bị đem đến một nền văn hóa nước ngoài. Ở đó, Dracula nếm trải cảm giác bị phản bội khi người cha yêu quý trao con cho kẻ thù, bị bỏ rơi ở Adrianople, xa rời sự quan tâm của mẹ và sự dẫn dắt của cha, hắn trở nên bất mãn và nổi loạn. Khi có cơ hội quay về nhà, Dracula đã chọn cách nhanh nhất để tiếp quản di sản của cha, do cha bị giết nên mọi cảm giác bị cha từ bỏ ở xứ người đã tiêu tan. Từ đó, trả thù trở thành niềm cảm hứng của hắn. Dracula có lấy vợ, nhưng người phụ nữ đó là ai hiện vẫn chưa rõ. Cuộc hôn nhân là một thảm kịch ngắn ngủi, chẳng hề tạo ra thay đổi nào cho con người Dracula. Hắn hiếm khi đi cùng vợ và giam lỏng cô ta trong lâu đài Dracula. Năm 1458, vua Mehmet II đã cử hai sứ tần đến nhắc nhở Dracula rằng hắn còn nợ 3 năm khoản cống nạp 10.000 ducat vàng trên năm. Dracula không ngạc nhiên về sự việc này vì đã quyết định từ trước rằng sẽ chấm dứt khoản cống nạp cho vua Thổ Nhĩ Kỳ. Khi hai sứ thần đến diện kiến Dracula, hắn để mặc cho họ trình bày lòng vòng. Đến khi nhận ra họ sắp nhắc đến chuyện cống nạp, hắn liền ngắt lời. Xin lỗi các quý ông, khi nói đến chuyện cống nạp, ta không thể không để ý thế một điều là các ngài đang không tỏ lòng tôn trọng ta đúng mực. Vì không bỏ mũ khi đứng trước cung điện của ta, các ngài không thấy rằng đó là một phong tục thông thường sao? Nghe Dracula nói, hai sứ thần run rẩy nói rằng phong tục tôn giáo của họ là không bỏ mũ ở nơi công cộng. Dracula liền ra lệnh cho hai lính lôi hai sứ thần ra ngoài, xiên mũ vào đầu họ để chúng không bao giờ rời đầu. Vua Mehmet II khi xác định hai sứ thần bị đóng cọc vào sọ đã nổi trận lôi đình. Từ đó, Mehmet II ấp ủ âm mưu tiêu diệt Dracula. Vua Mehmet II thông báo với Dracula rằng ông muốn đàm phán hòa bình tại thành phố Gjergiu, bên bờ sông Danube. Trong khi âm mưu thực sự là cử một đội quân ám sát đi trước để đánh úp Dracula và đoàn tùy tùng khi họ vừa qua vùng núi. Dracula dĩ nhiên không tin Mehmet II, nhưng hắn vẫn viết thư phúc đáp chấp nhận dự hòa đàm. Nhiều ngày trước cuộc hòa đàm, Dracula đã mang theo một đội quân nhỏ để chuẩn bị điều bất ngờ của riêng mình. Quân đội của Dracula nằm phục ở phía bắc Gjergiu để giám sát đội quân tiên phong gồm 1.000 binh lính của người Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến về Tigoviste. Mặc dù đội quân này đông hơn hẳn so với quân của Dracula, nhưng hắn có lợi thế vì kỹ năng chiến đấu trong vùng núi. Dracula sắp xếp một lượng quân phục kích ở phía trên. Số còn lại nã đạn từ hướng đối diện, đẩy quân địch vào nơi không có đường thoát lui. Vài ngày sau, khi vua Mehmet II đến bờ sông Dunabe, khấp khởi hy vọng đội quân tiền trạm sẽ mang về tin vui. Nhưng ông choáng váng khi thấy dọc bờ sông, lính của ông bị xiên cọc xếp dài hàng km. Những cái xác không còn nguyên vẹn do bị vô số con quạ rỉa thịt. Cảnh tượng ghê tởm đến mức ông quyết định về thẳng Constantinople. Dù chiến thắng nhưng Dracula biết rằng hắn đã đẩy vua Mehmet II đi quá xa. Hắn biết vua Mehmet II từ khi còn bé, hiểu tính khí của ông và biết rằng ông sẽ coi thất bại vừa rồi là cái cớ để phát động chiến tranh. Lo sợ điều đó, Dracula viết thư cho giáo hoàng ở Vatican nói, nếu Rumani bị chinh phục, họ sẽ không chỉ bằng lòng với mảnh đất của chúng tôi, mà sẽ ngay lập tức gây chiến với ngài. Vì thế đây là thời điểm hành động, giúp chúng tôi. Ngài sẽ giúp chính bản thân mình bằng cách ngăn chặn quân của họ đến gần mảnh đất của ngài và không cho họ hủy hoại đàn áp chúng ta. Dracula nhẹ người khi giáo hoàng đã đồng ý thực hiện một cuộc viễn chinh và mọi lực lượng đang chuẩn bị tiến tới Thổ Nhĩ Kỳ. Dracula thề trung thành với cuộc viễn chinh, đồng thời bắt đầu tuyển binh sĩ cho đội quân riêng của mình. Lực lượng của hắn khoảng 30.000 người, chủ yếu là bộ binh, không là gì so với cỗ máy chiến tranh khổng lồ 250.000 quân của vua Thổ.
Cỗ máy đó đã vượt sông Danube vào tháng 5 năm 1462, tiến thẳng tới Tigo Viste. Biết mình bị lép vế, Dracula quyết định biến đường tới Tigo Viste thành con đường thảm họa, cũng như tận dụng chiến tranh tâm lý và nhiều mưu kế thông minh khác. Ông Hoàng Ma Cà Rồng gây khó khăn cho quân thổ bằng kế sách vườn không nhà trống, kể cả giếng nước cũng bị triệt hạ, khiến quân thổ đói khát khổ sở. Những nguồn nước còn lại bị quân Wallachia đầu độc trước khi rút lui. Vlad Dracula còn cho những người Wallachia đã bị dịch bệnh, cải trang và trà trộn vào quân thổ, làm dịch bệnh lan tràn, quân địch ốm chết rất nhiều. Quân Wallachia ít nhưng tinh nhuệ, thường xuyên tập kích quân địch vào ban đêm, đốt trại giết người rồi biến mất nhanh như ma quỷ, khiến quân thổ sợ hãi rụng rời. Tệ hơn, trong một đêm yên giấc, kỵ binh Wallachia ẩn lấp trong rừng đột ngột ập ra giữa đêm, thảm sát một lượng rất lớn quân thổ. Mehmet Đại Đế còn suýt nữa bị người của Dracula giết chết. Thật may là quân Wallachia xác định sai vị trí lều của ông. Tuy nhiên tất cả chỉ là tổn thất về mặt thể chất đối với quân thổ. Dracula biết rằng chỉ có một điều duy nhất sẽ ngăn họ, khiến họ chần chừ hoặc từ bỏ ý định xâm lược là mở cánh cửa địa ngục ngay trước mặt họ. Từ nhiều năm qua, có khoảng hơn 20.000 binh lính, gián điệp người thổ bị Wallachia bắt giữ và giam dưới ngục tối để phòng khi có trường hợp cần dùng đến. Giờ đây, khi khả năng Wallachia bị đánh bại là có thể, Dracula quyết định dùng đòn tâm lý. Khi quân thổ tiến sát tường thành Tigo Viste, họ chững lại, run rẩy, nhiều người bật khóc và nôn mửa. Trước mắt họ là xác của 20.000 binh lính thổ bị xiên cọc. Trong tường thành, không có một âm thanh, một chuyển động. Cả quân thổ vội vã chạy ra sông Dunabe, vừa cầu thánh Ala vừa chạy trốn. Huynh đệ tương tàn. Khi quân thổ quay đầu chạy khỏi thành Tigo Viste, có một người trong số họ cố gắng củng cố lại đội hình lộn xộn nhưng đánh bất lực trước sự hoảng loạn của binh lính. Từng được cha của mình, Dracu Rồng dạy rằng, một vị tướng giỏi có thể khiến kẻ thù của mình kinh hãi nhiều hơn khi biết dùng đến cái đầu, thay vì chỉ dùng lưỡi kiếm, nên anh ta biết tỏng trò chơi tâm lý của Dracula. Người đó không ai khác chính là Radu, em trai của Dracula. Lưu lạc ở Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt những năm qua, Radu thấm nhận văn hóa của đế chế Ottoman, trở thành một sĩ quan trong hàng ngũ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Khi buộc phải tháo lui tới sông Dunabe, Radu rất tức giận và nản lòng vì trò lừa của anh trai lại có thể đảo ngược chiến thắng của quân thổ. Những chiến binh dũng mãnh nhưng lại rất mê tín. Radu cho rằng mình không hề kém cỏi Dracula về mặt mưu trí và anh ta quyết tâm không về Thổ Nhĩ Kỳ tay không. Nếu thành Tigo Viste thất thủ và nếu Dracula chết, Radu sẽ trở thành hoàng tử xứ Wallachia. Điều đó sẽ biến anh ta trở thành người đầu tiên của đế chế Ottoman lên được ngôi ở Romania. Khi quân thổ quay về hạ lưu sông Dunabe, Radu vẫn quyết định ở lại quyết chơi một trò tâm lý của riêng mình. Với sự hỗ trợ của một số người đã được cài cắm sẵn trong hàng quân ngũ của Wallachia, Radu tìm cách thâm nhập vào hàng ngũ tầng lớp Boya bất mãn về Dracula nhưng không có đủ sức mạnh để lật đổ hắn ta. Radu đề xuất một kế hoạch dường như có lợi cho cả đôi bên. Nếu họ giúp anh ta lật đổ Dracula, anh ta sẽ hứa với họ ba điều. Người thổ sẽ đình chiến với Wallachia, trao trả quyền lực cho tầng lớp Boya vốn bị Dracula cướp mất, và Dracula phải lưu vong. Về phần Dracula, hay tin Radu đang ở đâu đó quanh Wallachia, hắn nghi ngờ em trai đang âm mưu chống lại mình. Bởi giữa họ từ lâu đã không còn tình huynh đệ, Dracula biết Radu trở thành đồng minh của người thổ, do các trinh sát báo rằng không còn bóng quân thổ ở gần Tigo Viste nữa, nên Dracula đã mắc sai lầm khi lơ là bảo vệ thành. Có lẽ hắn nghĩ rằng một người con trai của Dracu Rồng không nên phản bội người con trai khác. Hắn đã không nhận ra những dấu hiệu cho đến khi cuộc nổi dậy bắt đầu. Các Boya dưới sự hỗ trợ của một lữ đoàn quân thổ thình thình xuất hiện tấn công lâu đài Dracula. Tuy nhiên, Dracula cùng vợ và một số người trung thành nhất đã chạy tới ẩn náu trong một lâu đài ở phía bắc thành phố. Khi Radu phát hiện ra điều này, anh ta đã thúc quân đến Poenari, vượt sông Argres và bắt đầu nã đại bác vào lâu đài. Vài pháo thủ của Dracula không nhằm nhò gì so với pháo binh tinh nhuệ của người thổ và các bức tường trong lâu đài bắt đầu vỡ vụn. Sau 3 ngày giao tranh liên tục, một người đưa thư đã mang đến cho Dracula một thông điệp của Radu, nói rằng nếu Dracula không đầu hàng ngay lập tức, hắn ta và toàn bộ người dân trong thành sẽ bị bắt và xiên cọc. Vợ của Dracula quá sợ hãi đã lao mình ra ngoài tháp tự tử để tránh kết cục bi thảm. Ngai vàng mất, vợ chết, Dracula vội vã tiến đến bờ sông Argus, ẩn nấp trong bóng tối và cỏ cây tránh quân thổ. Hắn đã tìm được đỉnh núi Carpathia, nơi hắn biết vua Hungary, Matthias Corvinus, con trai của đồng minh quá cố hiệp sĩ trắng đang nghỉ tại đây. Dracula hy vọng sẽ xin tị nạn được ở Hungary. Tuy nhiên, sự chào đón của Matthias không như hắn mong đợi, vị vua này đã bắt và tống giam Dracula. Hành động của vua Matthias bắt nguồn từ lý do chính trị. Hắn biết rằng Radu được sự hậu thuẫn lớn của Wallachia,
vua Matthias không muốn mình là người ủng hộ một hoàng tử bị phế truất. Nhiều tháng ròng, Dracula bị giam trong một pháo đài nhà tù thuộc cung điện Visegrad ở phía nam Hungary. Trong một bức tường, Dracula vẫn duy trì thói quen xin cọc cũ, nhưng nạn nhân của hắn là những con nhện, rán, chuột mà hắn bẫy được. Theo lời cai ngục kể lại, Dracula xin những con vật này bằng những mảnh gỗ lấy từ ván lát sàn và bày chúng lên bậu cửa sổ, và hắn thường chìm trong trạng thái mơ màng sau khi đâm chúng. Dracula bị giam giữ ở Hungary trong hơn chục năm, nhưng thời gian sau, hắn được tự do đi lại ở Transylvania, miễn là liên lạc thường xuyên với mua Matthias và những người quản lý. Hắn được sống trong một khu nhà gần giống cung điện, và từ một tù nhân chính trị, hắn đã trở thành một người bạn. Hắn có mặt ở các vũ hội, các dạ tiệc và sau này còn xuất hiện ở các cuộc họp. Thậm chí hắn còn được giới thiệu với nữ bá tước xinh đẹp Ilona Snilaji, em họ của vua Matthias. Vua Matthias rõ ràng là ưng thuận với mối quan hệ này và cặp đôi nhanh chóng đính hôn. Lễ đính hôn khiến ảnh hưởng của Dracula lên cao trong giới quý tộc. Người ta dần quên đi hình ảnh cũ của Dracula vì giờ hắn hành xử rất đẹp và cuộc hôn nhân với Ilona dường như tốt đẹp. Vợ chồng của Dracula được vua Matthias cho sống trong một khu vực ở Badu thuộc Transylvania. Trong 3 năm, Ilona sinh ra 2 con trai bụ bẫm. Tuy nhiên, ngoài bổn phận của người chồng và người cha, Dracula vẫn khao khát được chinh chiến và khao khát của hắn trở thành hiện thực rất nhanh chóng. Radu lên ngai vàng Wallachia, nhưng lại khiến dân chúng thất vọng vì anh ta nghiêng về phía người thổ nhiều hơn là tầng lớp Boyar. Vua Hungary Matthias và hoàng tử xứ Moravia Stephen đã đích thân chỉ trích việc Radu phản bội đất nước Rumani và đi ngược lại mọi thứ mà cha anh ta, Dracu Rồng đã bảo vệ. Tuy nhiên, không ai phản đối Radu nhiều hơn Dracula và 3 người này đã âm mưu lật đổ Radu. Trận chiến cuối cùng của ác quỷ Dracula. Tháng 7 năm 1475, Dracula đã ở Hungary được gần 13 năm. Dưới danh nghĩa tù nhân chính trị, hắn được vua Matthias chính thức tha bổng để có thể tham gia vào chiến dịch chống quân thổ. Lúc này, dưới sự hỗ trợ của Radu, quân thổ đã tràn qua Wallachia, giải rác tiến vào Transylvania và Moldavia. Lần đầu tiên trong lịch sử, Transylvania, Moldavia và Wallachia cùng phối hợp dưới sự lãnh đạo của Matthias, Stephen và Dracula. Vua Matthias muốn em rể Dracula một lần nữa lên ngai vàng Wallachia. Nhưng có một vấn đề, đó là người dân xứ này vẫn chưa quên thời kỳ kinh hoàng mà Dracula trị vì. Do đó vua Matthias tự nguyện đóng vai trò là một giám đốc PR cho Dracula. Nói theo ngôn ngữ của thời nay, ông muốn Dracula trở thành một anh hùng của Romania để có thể được người dân tha thứ. Chiến dịch tấn công quy mô bắt đầu vào mùa thu. Mục tiêu đầu tiên là lật đổ Radu đã đến bất ngờ và không đổ máu khi Radu chết vì bệnh giang mai. Tất nhiên, người anh ruột Dracula không rỏ một giọt nước mắt. Đội quân viễn chinh 5.000 người của Matthias, Stephen và Dracula tiến về Bosnia, bí mật băng qua những khu vực nhỏ của người thổ. Dọc đường đi, Dracula xin cọc hàng ngàn người thổ. Nhưng vua Matthias nói với các nước châu Âu là họ xin cọc nhân danh tự do và nói với Tòa Thánh Vatican là xin cọc nhân danh Chúa. Sau khi vua Mehmet II suy yếu, tháng 3 năm 1476, đội quân chinh phạt trở về Romania với chiến thắng lừng lẫy. Tuy nhiên, cuộc chiến chưa dừng lại ở đó. Trước khi mùa hè kết thúc, Dracula đã quét sạch quân thổ khỏi khu vực Carpathia. Tháng 11 năm đó, Dracula chiếm trệ trên ngai vàng ở thành phố Tigoviste. Nhưng cái kết đang đến với kẻ xin cọc. Trái với dự đoán của vua Matthias, những tội ác của Dracula không thể được người dân Wallachia lãng quên. Khi quân của vua Matthias rút về Hungary, hoàng tử Stephen lui về Moldavia. Dracula thấy mình bị cô lập trong một vương quốc không được lòng dân. Hắn chỉ còn vỏn vẹn 2.000 người, phần lớn là người Moldavia, để bảo vệ Wallachia. Khi kêu gọi thanh niên trai tráng gia lập lực lượng, không ai đáp lại lời của Dracula. Trong khi đó, vua Mehmet II, người chưa từng nhụt chí và hung hăng hơn bao giờ hết, đã phục hồi sau những thất bại và thay đổi chiến lược. Ông đã bám lấy thành phố chính là Bucharest và từ đó, ông tập hợp lại quân lên tới hàng chục ngàn người. Transylvania có người đứng đầu mới, bá tước Stephen Bathory. Bá tước Bathory đang phối hợp với Hungary để xâm lược Bucharest và cần Dracula đi dọn đường. Do thiếu quân và để đề phòng, Dracula đã để vợ con ở lại rồi rời thành Tigoviste vào tháng 12 năm 1476, đi dọc sông Dimbovita nhằm hướng tu viện Snagov để chốt kế hoạch tác chiến với bá tước Bathory. Dracula đinh ninh bá tước sẽ đưa quân viện trợ giúp hắn ở Snagov, nhưng không ai đến cả. Một sáng lạnh lẽo trước Giáng sinh, quân của Dracula đã gặp quân thổ ở rừng Vlasia, gần tu viện. Giao tranh dữ dội xảy ra,
Người Rumani dù yếu thế và ít hơn, nhưng chiến đấu như những con thú dữ. Có lẽ được truyền sức mạnh từ Dracula, kẻ vung cao thanh gươm của cha và quyết không đầu hàng. Dracula chết như thế nào không ai rõ, chỉ biết các tu sĩ kể lại rằng xác hắn bị biến dạng trong một vũng lầy ở gần đó. Người ta chỉ biết cái xác đó là Dracula nhờ vào huy hiệu và bộ áo hắn mặc. Hắn bị chặt đầu sau khi chết. Có lẽ theo một nghi lễ tôn giáo nào đó, các tu sĩ không tìm được đầu hắn. Người ta nói rằng đầu Dracula bị đem về cho vua Mehmet II ở Constantinople, treo lên ở cổng thành làm minh chứng cho chiến thắng của Thánh Allah. Đế chế Ottoman quyết định không buông tha đất của người Rumani trong nhiều thế kỷ sau đó, mãi đến năm 1878, Rumani mới rút được người thổ vĩnh viễn. Nữ bá tước Ilona được vua Matthias mời đến sống trong triều đình Hungary với hai con trai sau khi Dracula chết. Năm 1508, con trai cả của Dracula, Vlad, đã tấn công để chiếm ngai vàng của Wallachia, nhưng bị Eminia, một người tự xưng là con ngoài giá thú của Dracula, đánh bại. Có lẽ không muốn làm mẹ tổn thương, Vlad thoái lui. Không biết Minia có thật là con đẻ của Dracula hay không, chỉ biết người này hành động không khác gì Dracula. Ngay từ khi anh ta đặt chân lên ngai vàng, các cuộc xiên cọc hãi hùng lại bắt đầu. Nhưng Wallachia đã khác xưa, người dân đã nổi loạn và buộc Minia cuốn gói sâu vào trong núi. Trong lúc đó, gia đình của Dracula cũng lụi dần. Chỉ có người con cả của hắn, Vlad, sống sót cho đến khi trưởng thành. Giữa năm 1700, người cuối cùng của dòng họ Dracula vẫn sống ở Transylvania. Vua Matthias Corvinus trị vì đến năm 1490, tiếp tục đánh đuổi người thổ. Stephen Bathory đứng đầu Transylvania thêm một thời gian nữa. Nơi chôn cất Dracula vẫn là một bí ẩn, các tu sĩ Snagov ghi lại rằng họ chôn hắn dưới chân án thờ trong nhà nguyện. Đầu những năm 1930, khi các nhà khảo cổ lật phiến đá dưới chân án thờ lên, họ chỉ thấy một cái hố trống không như thể trước đây chưa có gì từng được chôn ở đó. Thông tin này khiến người ta đồn đại rằng Dracula có thể đội mồ sống lại. Vài năm sau, người ta phát hiện một bộ xương không đầu sau một hòn đá to bên rìa tu viện. Xương được gói trong những mảnh vải bục nát, mà các nhà khoa học khẳng định rằng giống chất liệu áo của Dracula, nên nhiều người cho rằng đó chính là hài cốt của Dracula. Do không có giả thuyết nào thuyết phục hơn, bộ xương không đầu này được coi là những gì còn lại của ác quỷ Dracula đến ngày nay. Và câu chuyện này có đủ hấp dẫn các bạn không? Nếu có thì hãy comment ở phía bên dưới để cho bọn mình biết. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút chuông và nút subscribe để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!